Sau khi bón phân đón đồng thì số hạt lúa trên bông đã được quyết định. Vấn đề nhà nông quan tâm nhất là có được nhiều hạt chất với bông lúa vàng sáng, đảm bảo năng suất và chất lượng tối ưu. Trong điều kiện thời tiết se lạnh như hiện nay, bà con nông dân cần chăm sóc như thế nào để lúa trổ rộ, trổ đồng loạt và chủ động bảo vệ bông lúa trước các loại sâu bệnh hại như đào ôn cổ bông, lem lép hạt, lép vàng, trầy đâu, sâu cuốn lá. Mời quý khán giả đón theo dõi chương trình live stream nuôi dưỡng và bảo vệ cây rồng với chủ đề bảo vệ năng suất lúa đông xuân trên fanpage Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang và fanpage Cùng Lập Trời Dương Tới Thành Công từ 19 giờ tới 20 giờ thứ tư ngày 22 tháng 12 năm 2021. Chương trình mang tới giải pháp cùng bà con nông dân bảo vệ năng suất lúa đông xuân tối ưu trước áp lực sâu bệnh. Tập đoàn Lộc Trời hân hạnh phối hợp thực hiện chương trình này.